quý vị thân mến, tôi là Khả Như. Tôi là Linh Trang. Và tôi là Tường Vi. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay chúng tôi đứng ở đây để minh chứng cho chủ đề, đó là có nên đặt ra tiêu chuẩn khi mà chọn chồng không? Wow. Có chứ. Có chứ. Và tiêu chuẩn nó như thế nào á? Cái đó là nó còn tùy người nữa chị. Bây giờ mình hỏi đại chúng đi, khán giả đi, đúng không ạ? Các bạn khán giả, cả nam và nữ, ai nghĩ là phụ nữ chọn chồng thì cần phải có tiêu chuẩn rõ ràng cụ thể? Các bạn giơ tay cái bụp cho Trang coi. Đa số đúng không? Dạ, cảm ơn. 100%. Ăn chồng 100%. Nhưng hy vọng là khán giả đang xem, người ta có thể bày tỏ những cái quan điểm khác hơn để mình tiếp thu. Mình cần một cái người đàn ông, họ sẽ xuất hiện ở đây để mà họ nói về điều đó. Chị chỉ sợ người đàn ông đó chịu không nổi. Chịu không nổi. Xin được trân trọng giới thiệu người anh của tôi, diễn viên Đình Toàn ạ. Đứng ở cổng và em nghe cái chủ đề cái em không muốn ra luôn, em sợ. Tôi là Đình Toàn và xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chúng ta cùng đến với tình huống đầu tiên ạ. Rồi, mình vô một cái coi nè. Đó. Gì vui mà vô thấy ghê quá vậy? Trời ơi, vui chứ sao không vui. Cái ngày hôm nay đối với tôi là một cái ngày đó cực kỳ quan trọng lắm. Tôi vui như lạ ha, tao nói giống như là tôi lấy được chồng vậy đó. Mà trong khi cái người lấy chồng là bà. Tôi lấy chồng hồi nào bà nội? Thôi bé ơi, bé đừng có giả nai nữa bé ơi. Thôi đi, tôi nghe hết rồi. Ngày hôm qua có một cô gái được cầu hôn, đúng không? À, chuyện của anh Tú á hả? À, không, tôi từ chối rồi. Bà bị điên hả? Trời đất ơi, một người như anh Tú mà bà đi từ chối hả? Tôi cứ tưởng á là hả, coi như là bà chờ á cái màn cầu hôn là lâu lắm rồi chứ. Đúng rồi. Thật ra là tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn với anh Tú từ một năm trước lận. Nhưng mà một năm qua cái tôi xem xét, tôi lại thấy là ảnh chưa có phù hợp để kết hôn. Chưa phù hợp là sao? Một người đàn ông mà vừa thương mình, vừa chiều mình, vừa đẹp trai mà vừa có điều kiện mua nhà ở thành phố nữa. Chỉ có điều gì mà không đủ điều kiện? Thật ra ảnh là một mẫu đàn ông kiểu như là người yêu á, rất là lý tưởng. Nhưng mà để kết hôn rồi lấy làm chồng thì tôi thấy chưa có đủ tiêu chuẩn đối với tôi. Đối với bà tiêu chuẩn là nó như thế nào? Cái này không có thể nói cụ thể ra được. Mình phải ở chung hoặc là mình phải tiếp xúc, mình mới có cái cảm nhận được, hiểu không? Có thể đối với bà thì bà thấy ảnh rất là hoàn hảo, ảnh yêu chiều tôi hết mực, đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, anh Tú nha là coi nó giống như là một cái niềm ao ước của rất nhiều cô gái ở trong công ty. Vậy mà bây giờ cầu hôn bà không đồng ý. Khi mà mình quen nhau mình sẽ hiểu được cái người đó, cái đối phương đó, họ làm người yêu sẽ tốt hơn hay là làm chồng sẽ tốt hơn. Tôi thấy là bà đưa ra một cái tiêu chuẩn một cái người đàn ông để mà bà lấy làm chồng á, nó vừa lan man mà nó vừa sao á. Bây giờ bà nghe tôi nói đi nha, bây giờ bà hạ thấp cái tiêu chuẩn của bà xuống. Với lại tôi thấy á, ở trong hôn nhân á, tình yêu là cái điều mà quan trọng nhất. Trong khi đó đó, anh Tú á, bây giờ là anh yêu bà, ảnh cái gì anh cũng có, thì tại sao mà bà không chịu? Mình cứ cưới đi rồi mình về mình tìm hiểu cũng được mà, chứ có gì đâu. Cái này thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Bây giờ bà đâu phải là người yêu của anh Tú thì làm sao mà bà tiếp xúc từng ly từng tí từng khoảnh khắc với ảnh để mà bà có cả cảm nhận giống như là tôi được. Tôi biết là anh vậy rồi, nhưng mà hai người yêu nhau 4 năm rồi còn gì? Bộ bà quên cái gọi là giống như là cái vũ khí lời hại của người phụ nữ mình rồi ạ. Là lạt mềm buộc chặt đó. Bây giờ á nha, mình cưới nhau về nè, cái xong rồi cái tôi nghĩ á là anh Tú anh yêu bà như vậy thì có chuyện gì á thì bà cứ nhỏ to nè, bà tỉ tê rồi bà nói nhỏ nói nhẹ thì tôi nghĩ là ảnh sẽ chiều bà, ảnh sẽ thay đổi. Nếu như mà ảnh cảm thấy cái điều đó ảnh chưa tốt thì nếu như ảnh yêu bà ảnh sẽ thay đổi, thì có gì đâu phải sợ. Nói chung là bà vẫn chưa hiểu gì hết á. Hả? Bà chưa hiểu chứ không phải là tôi chưa hiểu. Vậy là vẫn vậy. Hiểu đâu, thật sự luôn á, em không hiểu đâu. Em không biết là quý vị khán giả có hiểu không, mọi người hiểu như thế nào về câu chuyện này ạ? Dạ, em mời chị. Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Ly. Theo quan điểm của mình trong cái tiểu phẩm vừa rồi á, thì mình thấy bạn này chưa có sẵn sàng với cuộc hôn nhân của anh này. Thì mình nghĩ nếu như vậy á, thì bạn ấy hãy chia tay anh này đi để mà anh này còn có một cái
đi tìm một cái hạnh phúc mới, chứ đừng có dây dưa như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh ấy sau này. Dạ cảm ơn chị. Cái ý của chị mà em hiểu rồi là là chưa có sự chuẩn bị chưa để kết hôn, chưa có sự chuẩn bị trước hôn nhân nên thành ra cô ấy chưa có sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Dạ em xin một ý kiến nữa ạ. Mời bạn gái ạ. Dạ em chào anh chị, em tên là Quế Chân. Thì theo em thấy là cái chị áo đỏ đó là đang rất là ích kỷ, và hình như chị có sự chán nản trong mối quan hệ. Tại vì theo em thấy nha, khi mà đã nói là yêu nhau 4 năm rồi nhưng mà chị đó là chưa có muốn kết hôn, là chị còn do dự. Mà trong tình yêu mà dẫn đến kết hôn mà do dự là chị đó không còn đủ yêu nhiều nữa. Khi mà yêu mình sẽ vượt qua được hết. Chị đặt ra tiêu chuẩn quá cao. Em có gia đình chưa ta? Dạ chưa. Vậy em có đặt tiêu chuẩn để em kết hôn không? Dạ em có đặt tiêu chuẩn cho mình, hiếu thảo với gia đình, biết chăm sóc vợ con mình, và đặc biệt là phải có một công việc ổn định, là người có cầu tiến á chị. À cầu tiến. Vậy theo em là cái yêu cầu đó của em ở mức nào, cao hay vừa hay thấp? Dạ là vừa. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn em. Dạ xin mời ý kiến đến từ chàng trai ạ. Dạ em chào cả nhà, em là Minh. Theo qua cái tiểu phẩm vừa rồi á, thì em thấy là kết hôn là chuyện trăm năm, chuyện cả đời á, nên chúng ta cũng phải suy xét, nhìn nhận lại cái mối quan hệ đó nó có phù hợp với mình hay không, để mình có thể tiến xa hơn, có một cái cuộc hôn nhân nó hoàn mỹ hơn. Nếu em là người nam mà em sắp cưới một cô gái và em nghe cổ nói là cổ có đặt ra những tiêu chuẩn, thì em sẽ phấn đấu theo hay là em thấy không vừa lòng về chuyện là cổ đặt tiêu chuẩn cho mình? Dạ, việc đặt tiêu chuẩn là việc của cô đó đặt, thì em sẽ suy xét theo là cái tiêu chuẩn đó có phù hợp với mình hay không, để cho hai bên nó hòa hợp với... Người nữ mà đặt cái tiêu chuẩn cũng là bình thường đúng không em? Dạ. Ờ, rồi chị cảm ơn em. Cảm ơn bạn nha. Bạn trả lời câu đó tôi mới tự tin nói về những tiêu chuẩn của Tường Vi nhé. Một người cho em nể, vậy chị làm cái gì để cho em nể? Anh, đúng, em biết thế nào mọi người cũng sẽ hỏi em câu đó luôn á. Thực ra đôi khi á, cái chữ nể ở đây á, nó là cái quy định của mỗi người thôi. Cảm thấy có một cái người mà làm cho em cảm thấy khi mà em nhìn anh đó, em càng muốn cố gắng bản thân em hơn. Ví dụ như trong công việc đi, ảnh là một người rất là uy tín, ảnh là một người rất là đúng giờ, thì tự nhiên em cũng không có dám lệch theo những cái điều đó. Ví dụ như mỗi lần hẹn hay gì em cũng luôn đúng giờ. Hầu như tất cả mọi người đều có cái tiêu chuẩn chung, phải là một người có công việc ổn định, một cái người ít nhất là đàng hoàng trong cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là mình nhìn vô cái người đó mà mình cảm thấy là an toàn, an tâm thôi. Cái chữ tiêu chuẩn ở đây á, mọi người sẽ vô hình chung nghĩ là mình phải gạch từng cái đầu dòng, đi xe gì hoặc là công việc gì, rồi bao nhiêu tiền, rồi như thế nào, đó là những cái gạch đầu dòng mọi người hình dung như vậy. Cho nên nếu khi nãy anh hỏi em á, em trả lời tiêu chuẩn người đàn ông của em là người làm cho em an tâm, thì anh sẽ nể em hơn là em mới tiêu chuẩn làm cho em nể. Trời ơi. Đúng không? Nể hả? Thôi được rồi. Anh hỏi tiêu chuẩn không. Của em xong rồi anh phải hỏi tiêu chuẩn của chị Như em mới không, chịu. Từ. Tại vì á, anh cũng nghe rất nhiều khái niệm là tôi cần có một người chồng hơn tôi một cái đầu. Vậy những đứa 1m65 như Toàn chắc quen đứa 1m4 thôi. Đúng không? Nó rất là gỗ. Khả Như đó. Em mua cái áo đầm này là gì, tiêu chuẩn gì? Trả lời anh nghe trước nè. Phù hợp với chương trình. Rồi em định mặc bao lâu? Em mặc một lần rồi thôi. Huống chi em lấy một ông chồng và em không thể cởi ra trong một lần, đúng chưa? Đúng. Đó thì vậy chắc chắn là ai cũng phải có tiêu chuẩn. Quan trọng là tiêu chuẩn đó phải có người phù hợp với mình. Và anh tức lắm tại vì mọi người hay đặt ra, tại sao đàn ông không đặt tiêu chuẩn về phụ nữ mà phụ nữ lại cứ phải đặt tiêu chuẩn và đòi hỏi phải cao hơn mình? Không nha. Nếu như anh đó là một người yêu mình nhưng ví dụ như anh có một cái gia cảnh thấp kém hơn thì sao? Đúng không? Cái chuyện vợ chồng tương lai sau này giàu có chưa ai biết nha. Mấy chị để em đại diện cho. Mọi người luôn nghĩ là chỉ có phụ nữ mới đặt cái tiêu chuẩn về đàn ông. Không nha. Đàn ông cũng có. Trời tiêu ơi, chuẩn. Đương nhiên nha, tiêu chuẩn của đàn ông hả, đôi khi hả còn rất gắt gao. Em từng nghe hai người đàn ông nói chuyện. Có con bé này xinh lắm. Để tôi giới thiệu cho ông. Con bé này là hả, ba cũng làm ở trong đó ha, mẹ cũng làm ở kia, rồi này kia. Xong mình cảm thấy ủa, vậy tính ra cái người đàn ông á, người ta cũng vô cùng soi xét về cái người phụ nữ. Thì không? Họ cũng là người. Thì đó, bởi vì hồi nãy anh cứ nói là nhưng phụ cái nữ tiêu chuẩn khi em hỏi người đàn ông sẽ không là cao hơn tôi một cái đầu hoặc là nể. Rồi chị anh ghét từ nể rồi. Cần nhấn mạnh trong trường hợp này đó là cái sự phù hợp. Đúng. Mây tầng nào gặp gió tầng đó. Chính xác. Nếu như mà gạch ra những cái đầu dòng, xin lỗi,
thỏa mãn hết những cái đầu dòng của một cái tiêu chuẩn thì chưa chắc gì người ta có chọn mình đâu. Cái chuyện mà mình hoàn toàn có thể đặt ra những cái tiêu chuẩn cho mình để mà chọn lựa một cái người đồng hành với mình. Nếu như mà mình lựa chọn không có phù hợp với mình đi, chứ không có nói là hoàn hảo đâu nha. Đúng. Dạ, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả nó rất là tai hại. Chị nghĩ khán giả đang xem chương trình chắc cũng cảm xúc giống chị là thấy vui ghê luôn vậy. Vui vì cái câu chuyện của chúng ta. Nhưng mà tôi khẳng định luôn là phụ nữ là có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Người ta đặt ra cái này cái kia là người ta mong đợi người ta có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vậy thì mình phải tôn trọng cái mưu cầu đó của người ta đây. Khi mà người ta đứng trước một cuộc hôn nhân, người ta quyết định nhanh để người ta có một người chồng, hay là người ta ngừng lại một thời gian để người ta cân nhắc thêm, đó là cái quyền của mọi người. Hồi nãy cô gái của chúng ta cổ nói một điều mà bạn cũng không hiểu hết đâu. Và có những lúc có phải chúng ta ngồi đây thừa nhận là mình còn chưa hiểu hết mình à? Phải không ạ? Cho nên hãy cho họ một cái cơ hội để lựa chọn hạnh phúc. Còn việc họ đặt ra cái gì thì tùy cái bối cảnh của mỗi người. Nhưng mà tôi nghĩ á, thứ nhất là cái chung chuẩn mực của xã hội, hôn nhân nó sẽ có những chuẩn mực khác, cho nên người ta có quyền mong đợi một người chồng, một người vợ chung thủy. Còn người ta có bạn, người ta không mong một người bạn chung thủy, bạn là phải trung thành. Vậy thì những cái gì thuộc về chuẩn mực xã hội người ta có quyền, phải không ạ? Thứ hai là tùy cái hoàn cảnh của người ta. Vậy một cái cô gái trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, họ muốn có một người chồng mà có thể đồng hành với họ làm cho cuộc đời nó tươi đẹp hơn. Vậy họ mong cầu có một người chồng kinh tế khá giả, tôi nghĩ nó cũng chính đáng mà. Nên tôi nghĩ rằng là vào một thời điểm nhất định, người ta có những cái gạch đầu dòng phù hợp nhất có thể để làm chi? Để người ta phấn đấu, mục tiêu là thứ mình chưa có. Nó dẫn đường cho mình, nó tạo động lực cho mình, nó làm cho mình nỗ lực. Thế thì tốt, miễn sao mưu cầu đó nó không đi ngược với luật pháp, nó không đi ngược với thuần phong mỹ tục, nó không đi ngược với đạo đức xã hội, thế là tốt rồi. Còn cái chữ tiêu chuẩn thì tôi nghĩ là phải chăng mình biến nó thành chữ tiêu chí. Tiêu chí là cái hướng của mình. Có nhiều người hướng tới cái tính cách của con người, nghèo cũng được, miễn tử tế và đạo đức là được. Có những người họ mặc định là một người bình thường thì đã có đạo đức rồi, cho nên họ mưu cầu một người chồng giỏi giang. Có những người họ nói giỏi nhưng mà nếu nghèo quá thì cuộc sống nó khó khăn, cho nên họ mưu cầu là người đó về kinh tế, về thu nhập tốt, vân vân. Vậy tiêu chí của mỗi người là về nhan sắc nè, về tài sản nè, về sự nghiệp nè, về năng lực nè, về đạo đức thì tiêu chí thôi. Còn cái chuẩn thì từng người ở mức nào người ta tự đặt ra theo cái bối cảnh của họ. Ai cũng có nhu cầu và mưu cầu đúng không? Nhưng mà đừng có nhìn ra quá, bởi vì thật ra là cỏ sân nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh. Và em nghĩ ở đây cái chữ nó em với em nha, là chữ phù hợp sẽ là chữ dễ chịu nhất. Dạ. Chứ không phải chữ nể. Trời ơi, nhớ cái lãnh chị quá. Với cái chữ nể cài cài người ta không, đi nể, phải khiến em nể. Dạ, và để xem là cô gái này á, ngoài cái câu mà bà không hiểu đâu, mọi người không hiểu đâu, thì phía sau cái từ không hiểu nó là cái gì, và tiêu chuẩn chọn chồng của cô gái này như thế nào, xin mời quý vị theo dõi ạ. Chúng ta lỗi bà nha, tôi tới trễ. Xin lỗi gì, quà cáp đi chứ. Đó. Tôi hiểu bà lắm, tôi đến trễ là tôi phải có quà cho bà liền à. Nói giỡn làm thiệt vậy đó hả? Ừ, nè, quà nè. Ủa? Quà đó, thiệp cưới của tôi đó, thể hiện sự vui mừng đi. Thiệt luôn á hả? Dạ. Bà cưới anh Thành. Ha ha ha, đây đúng là nhỏ bạn thân của ta. Trả lời đúng rồi đó. Trên này có ghi mà. Ờ ha. Ê, nói nghe nè, bà có tỉnh táo không vậy? Rồi tôi đã rất hạnh phúc đây nè. Cái nụ cười của bà làm tôi hoang mang quá hả? Cái anh Tú đó. Ừ. Bà quen tới 4 năm lận. Không hợp thì chia tay chứ sao giờ. Này mới có chưa đầy 1 năm luôn mà cưới rồi. Anh Thành quen 1 năm, cưới là tại vì hợp. Kết hôn á là quan trọng là mình thấy phù hợp, chứ không có quan trọng là mình quen lâu. Anh Thành tuy là ảnh không có nói được những cái lời mà hoa mỹ như là anh Tú ha. Ảnh không có cái kiểu mà ga lăng chiều chuộng như anh Tú, hơi bị khô khan, ít nói. Nhưng mà tôi nể ảnh. Nể? Ảnh ít nói nhưng mà ảnh làm nhiều. Oh, tức là anh Thành ảnh hành động những cái điều á nó rất là đúng với cái điều mà mình muốn, mình cần. Và ảnh không có lẻo mép. Một khi mà ảnh đã đặt ra một cái mục tiêu gì ha, hay là có một cái kế hoạch gì đi, là ảnh sẽ thực hiện cho tới cùng và ảnh sẽ làm được. Là ít nói, ít hứa, nhưng mà đã làm là làm tới cùng luôn. Thêm nữa, ảnh rất là để ý tới cảm nhận của tôi. Ảnh hiểu tôi muốn gì, cần gì.
quan tâm tới ba mẹ tôi nè, gia đình tôi nè. Ảnh mang lại cho mình cái cảm giác nó vững chãi á, nó trầm tĩnh rồi đó. Mang lại cho mình cái cảm giác an toàn cho mình và cho con của mình sau này. Người ta sẽ lo được cho mình. Có nghĩa là cái tiêu chí mà chọn người yêu á là nó khác với lại cái tiêu chí chọn chồng. Cái hôn nhân á nó vẫn phải dựa trên tình yêu. Tôi yêu anh Thành và thêm tất cả những yếu tố khác nữa, nó khiến cho tôi cảm thấy quá phù hợp để anh trở thành chồng của mình. Đã có hôn nhân thì chắc chắn sẽ có tình yêu ở trong đó. Còn nếu chỉ có tình yêu thôi thì chưa chắc sẽ có được hôn nhân. Hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu à? Nghe một hồi cái não mình nó thắc bính trong đó luôn. Không hiểu cái thôi, gì hết. Nó rối trong này nè. Bây giờ đi gặp chuyên gia của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp đi. Chuyên gia giải thích sẽ dễ hiểu hơn tôi. Chịu chưa? Nãy giờ không nói sớm. Đang suy nghĩ không biết là hai người này có phải là hai người bạn thân thật sự không, chứ một người nói một người không hiểu mãi hoài luôn á. Tới đoạn này chị nể Vi rồi, giờ phải hỏi khán giả nể chưa. Đúng rồi. Dạ, em mời ý kiến đến từ khán giả. Dạ, em chào mọi người ạ. Em tên là Trung Hiếu. Em lại đồng ý với ý kiến của chị áo trắng là nên mình khi mình yêu hoặc là mình cưới thì mình nên có tiêu chuẩn để chọn chồng hoặc chọn vợ. Em là nam nhưng em cũng có tiêu chuẩn để chọn vợ cho mình, là em thích những người chững chạc hơn em, có suy nghĩ hơn em. Nên là tóm lại là em đồng ý với lại cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn. Dạ, em xin mời ý kiến tiếp theo ạ. Mời bạn áo đỏ ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Hiền. Thì qua cái tình huống vừa rồi á, thì mình thấy là cái cô gái này thì cô rất là nắm được đúng cái tiêu chuẩn của mình, là và tiêu chuẩn nó rất là đúng. Tại vì khi mà mặc dù cái anh kia quen 4 năm rồi nhưng mà nhiều khi nó không phù hợp, không làm cho mình cảm thấy an tâm khi mà đi tới cùng cuộc hôn nhân. Còn cái anh này mặc dù quen 1 năm rồi nhưng mà anh ấy đảm bảo những cái tính cách của anh ấy, những cái cách sống của anh nói ít nhưng anh làm nhiều, chứ không phải hoa mỹ gì cả. Nhưng mà thực tế là anh sẽ đem lại cái cuộc sống an tâm cho mình sau này để đi tới cuộc hôn nhân bền vững. Trong tình yêu thì chị có thích nghe lời hoa mỹ không, hay là thích một người chồng cứ im lặng bên đời mình thôi? Đương nhiên là người phụ nữ nào thì cũng thích là người đàn ông nói lời hoa mỹ. Tuy nhiên là để về lâu về dài mình phải suy xét xem là cái lời hoa mỹ đó anh có nói nhưng mà anh có thực hiện được hay không, hay anh chỉ nói để giống như hài lòng mình thôi. Cảm ơn chị. Xin mời bạn ạ. Dạ, xin chào cả nhà, em tên là Phương My. Thì sau khi xem tiểu phẩm á, em đồng tình với cái cô gái mặc áo trắng. Là đối với em á, mỗi cây mỗi hoa, mỗi một người là một hành trình. Nên khi mà kết hôn á, em sẽ không có chọn chồng, mà em sẽ sử dụng một cái từ khác, đó chính là chọn cho mình một người bạn đời. Chọn làm sao mình cảm thấy đủ để vượt qua những cái vất vả trong cuộc sống và những khó khăn trong cuộc đời. Các cô gái cũng hay thường bảo với nhau rằng là mình hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Tại sao chị? Cái đó cũng là một tiêu chí của cổ đó. Khả Như một người yêu rất nhiều mà giờ chưa lấy ai nè. Trời ơi, ai mượn vậy? Em có gặp người mà em yêu nhiều hơn người ta nha, và kết quả là không đi tới đâu nha. Thường á, cái tình yêu mà nó muốn đi đồng điệu nhau là hai người phải yêu nhau bằng nhau. Cái sự cân bằng trong tình yêu á, người yêu nhiều, người yêu ít, thế nào cũng có sự tranh cãi. Nhưng ngay từ cái điểm xuất phát đầu làm sao mình đặt lên cân? Thật ra nó sẽ cân bằng, thậm chí người ta sẽ yêu em nhiều hơn trong một cái hành trình về lâu dài nếu em tự thay đổi. Em thấy tất cả đều là quá trình mà, đúng không? Đúng rồi. Và thật ra cái suy nghĩ của mình nó đôi khi là bản thân mình có những cái sở thích cũng như là những cái suy nghĩ nó thay đổi mang tính chất là thời điểm nha. Đó. Ví dụ em lâu lâu em hay đọc ở trên mạng có những cái bạn nói vậy nè, năm 20 tuổi mấy bạn thích một anh đẹp trai, nhưng mà 25 tuổi thích một bạn ổn định. Sau đó bắt đầu năm tới năm 30 tuổi thích một anh chàng kiểu bây giờ không quan tâm tới đẹp trai không gì đâu, nhưng mà phải kiếm được nhiều tiền. Bắt đầu tự nhiên đến 40 tuổi chỉ cần một anh là đàn ông là được rồi. Cá nhân em á, em sẽ đưa ra những cái tiêu chí để chọn một cái người mà mình cảm thấy thích. Còn để mà chọn một cái người đồng hành với mình á, thì tất nhiên là nó phải có một cái quá trình đó rồi. Nhưng mà còn hồi sau mà để mà chắc chắn đây phải là đối tượng đi theo con đường dài hay không, mình chỉ lấy nhau một lần thôi nha, không bao giờ có một... Không, nhiều có, không có tính tới, hồi sau sẽ rõ đi, thiệt á. Hên xui đi. Một cách mở cho mình những con đường khác. Nó có đường lui đó. Cái vấn đề mà nhấn lại em nghĩ đó là vấn đề thời điểm á.
trong mỗi thời điểm con người ta sẽ đặt ra những cái tiêu chí khác nhau, và trong mỗi thời điểm cảm xúc của người ta khác nhau, nhìn nhận người ta khác nhau luôn, người ta có quyền thay đổi. Chứ không phải hồi nhỏ tôi thích cái anh mét 8 cái hả, mai mốt tôi lấy chồng á, mét 6 cái tôi không yêu. Thì như vậy nó lại sai. Và cái quan trọng đối với em á, cái tiêu chí đầu tiên của em đó là cảm xúc. Em phải có tình cảm với cái người đó. Thì là em đồng cảm với nhân vật á, là hôn nhân thì phải có tình yêu. Có những người á, mà cái kiểu mà luôn hứa hẹn và cái kiểu anh sẽ yêu em mãi mãi, cho dù em như thế nào anh cũng yêu em. Người rồi... ta phải đặt ra một cái tiêu chí để người ta phấn đấu, phải nhắc không, như vậy để yêu không, em mỗi ngày. Em cảm thấy những cái người đó là những cái người mờ mép. Là do thì, em cảm thôi. Thì tại vì người ta làm cho em cảm là lỗi của người ta. Tức quá chị Trang. Hai người này chung nhà chắc vui dữ lắm luôn đó nha. Quan trọng sống sao cho nó hạnh phúc thôi, chứ còn mà ngồi nói chuyện trăm năm thì em thấy nó hơi khó. Mỗi người có một suy nghĩ, không có phán xét được. Mỗi người có một cái tiêu chuẩn khác nhau. Nên thành ra bây giờ mà nói chuyện đúng sai là em thấy nó không đúng. Tuy nhiên em vẫn cổ vũ cho cái chuyện hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, chứ không phải bằng cái đám cưới. Dạ. Đồng ý. Nói chung là nền tảng vẫn phải là tình yêu. Người Do Thái có một câu ngạn ngữ rất hay quý vị. Tôi lạc lối không phải do tôi không có bản đồ, mà do tôi không xác định được điểm đến. Như vậy nếu chúng ta trưởng thành và điểm đến của mình là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì chúng ta sẽ tìm những người phù hợp. Nếu một người mà tính cách giống với người kia cưới nhau thì sẽ hạnh phúc hơn. Hay là hai người tính cách trái ngược nhau thì sẽ hạnh phúc hơn. Và khi người ta yêu á, thì tính cách giống nhau, người ta nói chị Trang ơi, em rất là may mắn ông trời ban cho một người giống em dễ sợ luôn, chưa nói ra đã hiểu rồi, nên tụi em phải cưới nhau thôi. Và có những bạn thì như nước với lửa, và cũng nói luôn trời ơi chị Trang ơi, tụi em thiệt là may mắn khi mà hả cho em một cái người rất là bù trừ, em nóng như Trương Phi thì bạn kia rất là điềm tĩnh. Vậy thì thưa quý vị, họ cưới nhau vì cái gì? Vì họ giống nhau hay là vì họ khác nhau? Dạ, họ cưới nhau vì họ yêu nhau. Và đến một ngày trong cuộc hôn nhân đó họ lại dắt nhau ra tòa. Họ ra tòa vì họ khác nhau hay họ giống nhau? Họ nói trời ở chung với một người mà như một cái bản sao, chán lắm chị ạ, à, không có gì thú vị hết á. Mở mắt ra đã biết muốn gì làm gì, không còn những cái trải nghiệm gì mới. Những người khác nhau thì nói suốt ngày như kẻ thù với nhau, đấu khẩu với nhau, cho nên không thể sống với nhau được nữa. Dạ, họ ra tòa chỉ vì họ hết yêu nhau, chứ chẳng phải vì họ giống nhau hay khác nhau. Thì hy vọng rằng là mỗi cô gái khi trưởng thành, dù cổ đang bao nhiêu tuổi mà cổ biết phía trước cuộc đời của cổ, cổ cần có những hành trang gì để cổ chọn một người bạn đồng hành cho phù hợp, thì tôi nghĩ cổ sẽ có cơ hội hạnh phúc nhiều hơn. Dạ, cảm ơn chị Linh Trang. Và ngày hôm nay xin mời mọi người cùng xem lại những câu nói ấn tượng nha. Hầu như tất cả mọi người đều có cái tiêu chuẩn chung phải là một người có công việc ổn định, một cái người ít nhất là đàng hoàng trong cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là mình nhìn vô cái người đó mà mình cảm thấy là an toàn, an tâm thôi. Ai cũng có mưu cầu đúng không? Nhưng mà đừng có nhìn ra quá, bởi vì thật ra là cỏ sân nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh. Trong mỗi thời điểm con người ta sẽ đặt ra những cái tiêu chí khác nhau, và trong mỗi thời điểm cảm xúc của người ta khác nhau, nhìn nhận người ta khác nhau luôn, người ta có quyền thay đổi. Chứ không phải hồi nhỏ tôi thích cái anh mét 8 cái hả, mai mốt tôi lấy chồng á, mét 6 cái tôi không yêu. Thì hy vọng rằng là mỗi cô gái khi trưởng thành, dù cổ đang bao nhiêu tuổi mà cổ biết phía trước cuộc đời của cổ, cổ cần có những hành trang gì để cổ chọn một người bạn đồng hành cho phù hợp, thì tôi nghĩ cổ sẽ có cơ hội hạnh phúc nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian với Quyền Năng Phái Đẹp. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Chị mượn xe, 10 phút chị trả lại. Khoan đó, mà chị đi đâu? Chị đi công chuyện gấp lắm. Cái chỗ đó ở đâu vậy? Gần lắm hả? Từ đây đi qua đó 10 phút thôi. 10 phút hả? Tự nhiên cái lòng tốt của mình bị lợi dụng á. Cái mình có những cái trường hợp mà mình giúp người ta, nhưng thành ra mình lại gây thiệt cho mình. Cho nên cái vấn đề là chúng ta phải tập từ từ. Nên tất cả mọi người đều nói là học đi. Nên là việc là chúng ta phải học được cái kỹ năng để tổ chức được cuộc sống của mình và bám sát nó. Mình phải quyết đoán và bảo vệ cho bằng được cái kế hoạch của cuộc đời mình.